Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn phân tích mổ xẻ cái môn phái cái bang này để tìm hiểu về cách xây dựng cho môn phái này. Thì nói về cái bang thì mình cảm thấy đây là môn phái nó có độ ổn định rất cao, nghĩa là các bạn có thể chơi môn phái này ở những server mới hoặc là những bạn nào đã chơi lâu thì vẫn chơi được môn phái này. Nó rất là hiệu quả khi các bạn đi các hoạt động. Thì lúc trước mình có chuyển về cái bang, nhưng mà không hiểu vì sao lúc đó mình lại không có ra cái video về cách xây dựng cho môn phái này. Lúc trước mình có làm một số cái video về các cái hoạt động của môn phái cái bang, các bạn có thể tìm lại các bạn xem về cái mức độ tham gia hoạt động của nó. Thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ với từ khóa là cái bang và các bạn kèm theo cái tên kênh của mình, đó là Game Mobile. Các bạn chỉ cần ấn với từ khóa này nó sẽ ra các bạn. Đây các bạn tìm đến những cái video có cái viền màu lè loẹt này các bạn. Đó chính là mình với cái tên là Game Mobile. Đây các bạn thấy không? Đây là cái bang thi đấu môn phái. Đây là đánh giá cái bang. Đó thì các bạn tìm những video này để các bạn xem lại về cái mức độ tham gia hoạt động của cái bang để các bạn có thể quyết định trải nghiệm môn phái này. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại vấn đề, đó là mình tìm hiểu về cách xây dựng cho cái con cái bang này. Thì cái bang mình cảm thấy nó rất là dễ xây dựng các bạn. Mình sẽ đi theo các thứ tự như sau. Vẫn là chân nguyên đồng hành, môn khách, tẩy luyện trang bị, đá hồn, kinh mạch và cuối cùng đó chính là đầu ngựa. Rồi mình sẽ nói về chân nguyên trước. Thì chân nguyên chúng ta sẽ có 3 loại chân nguyên phổ biến. Đó là chân nguyên băng nhuận, chân nguyên thiên địa quy tâm và chân nguyên đồng phu thiết cốt. Và theo những cái gì mình trải nghiệm và cảm nhận của mình thì cái bang sẽ phù hợp nhất với chân nguyên băng nhuận nha các bạn. Với cái chân nguyên băng nhận này thì nó sẽ giúp cho các bạn hồi cái kỹ năng của mình liên tục. Do đó các bạn có thể tạo ra những cái combo liên tục. Thì các bạn biết là cái bang nó sẽ đánh đối phương dựa theo cái lượng combo của nó dồn liên tục vào người đối phương để nó kết thúc đối phương cách nhanh chóng. Đó, như vậy thì chân nguyên băng nhận là cái chân nguyên mình cảm nhận nó sẽ ngon nhất cho môn phái này. Tiếp đến các bạn có thể sử dụng quy tâm. Trường hợp các bạn không có băng nhận, các bạn có thể sử dụng quy tâm. Sau đó chính là đồng phu thiết cốt. Thì ba loại chân nguyên này, cái cách kết hợp của nó với đồng hành thì nó không có gì khác các bạn. Tại vì với môn phái cái bang này, cái đồng hành nó chỉ có một vài cái cách xây dựng thôi, nó không có nhiều cái hướng. Mình sẽ nói tiếp theo là mình sẽ nói về đây là chân nguyên băng nhuận và thiết cốt. Thì mình sẽ xây dựng đồng hành như thế này. Đầu tiên là mình sẽ cần có một con độc cô kiếm để mình tăng thêm cái chỉ số sức mạnh và kháng tất cả cho nó. Tiếp theo bắt buộc phải có một con dương ảnh phong. Tại vì các bạn biết là cái bang nó sẽ đi theo cái yếu tố chính, đó chính là nhanh nhẹn. Nó sẽ dựa vào cái nhanh nhẹn này để tăng né tránh, do đó mình sẽ sử dụng một con dương ảnh phong để mình tăng thêm cái nhanh nhẹn cho con cái bang. Đồng thời nó sẽ có thêm luôn cái sát thương hệ hỏa. Và con thứ ba mình sử dụng đó chính là một con đường giãn để tăng cái linh hoạt và tăng tỷ lệ bạo kích lên. Cái bang đánh cần cái đa bạo kích rất nhiều nha các bạn. Tiếp theo là con kinh kha để tăng thêm cái sát thương bạo kích và linh hoạt cho con cái bang lên. Thì ở đây, những bạn nào mà không có điều kiện chơi đồng hành 2S thì các bạn có thể chơi những con đồng hành 1S. Ví dụ như các bạn thay con độc cô kiếm bằng con phương miễn, thay dương anh phong bằng con cao trường cung hoặc là con nam cung duyệt. Rồi thay đường giãn bằng con triết biệt hoặc là thay con kinh kha này bằng con y nhật tuyết hoặc là con đo mộc vệ. Đó, thì các bạn có thể thay thế tương tự vào. Rồi tiếp theo khi các bạn nâng cấp lên đồng hành 3S thì các bạn có thể nâng cấp như sau. Ở đây mình sẽ không sử dụng con Tần Thủy Hoàng luôn nha các bạn. Còn ví dụ như các bạn nào mà muốn chơi Tần Thủy Hoàng ok vẫn được. Tần Thủy Hoàng hình như nó mở lúc cho chúng ta lúc cấp 80. Thì lúc đó chưa có mở hệ thống môn khách thì các bạn có thể sử dụng một con Tần Thủy Hoàng. Các bạn cho vào đây và các bạn thay thế giúp mình. Đầu tiên Tần Thi Hoàng các bạn cần thay thế cho con đường giãn nha. Mình sẽ nói thứ tự này ha. Mình sẽ Tần Thi Hoàng để mình sẽ cắt cái con Tần Thi Hoàng mình bỏ vào trong này luôn. Các bạn đợi mình một tí. Rồi các bạn nào muốn chơi Tần Thủy Hoàng cấp 80 các bạn đầu tiên các bạn sẽ sử dụng Tần Thủy Hoàng các bạn thay thế cho đường giãn. Tiếp theo là các bạn sẽ có con Hoàng Nhan Hồng Liệt. Khi các bạn lên cấp 100 nè, các bạn có con Hoàng Nhan Hồng Liệt
Thì lúc này các bạn sử dụng con Hoàng Nhan Hồng Liệt để các bạn sẽ thay thế cho cái con Dương Anh Phong này. Rồi tiếp theo, khi các bạn có Hạng Vũ, các bạn sẽ thay thế giúp mình con Độc Cô Kiếm. Và cuối cùng các bạn có con Võ Tắc Thiên, có con Võ Tắc Thiên thì các bạn thay thế cho mình con Kinh Kha. Rồi khi nào mà các bạn tới cấp 109 á, khi server các bạn mở cấp 109 nó sẽ mở cho các bạn cái hệ thống môn khách. Mà ví dụ như các bạn may mắn các bạn chiêu mộ được con môn khách Kinh Kha hoặc là một con môn khách Y Nhật Tuyết, ví dụ như mình đi ha. Ở đây mình có một con môn khách Y Nhật Tuyết. Đó thì lúc này các bạn nên chiêu mộ lại, ví dụ các bạn có một con môn khách Kinh Kha thì các bạn nên chiêu mộ lại con Kinh Kha này. Đó, các bạn thay xuống cho các em Tần Thị Hoàng ở dưới đây. Thì khi các bạn kết hợp Kinh Kha với cái con môn khách á, thì chúng ta sẽ được thêm cái sát thương cuối nè. Sát thương cuối thì chắc chắn nó sẽ không bằng con Tần Thị Hoàng này rồi, nhưng bù lại nó sẽ có một cái lượng sát thương bạo kích phần trăm, một cái lượng linh hoạt, và quan trọng là thêm được 20 mấy% cái miệng sát thương bạo kích đó các bạn, nó sẽ rất là ngon luôn. Đó, đó là cách các bạn thay thế khi các bạn build đồng hành. Tiếp theo là những bạn nào mà có cái đồng hành Thiên Địa Quy Tâm thì mình sẽ build như sau. Đây các bạn, với dàn đồng hành 1S 2S thì mình sẽ build như thế này. Ở đây á, do Thiên Địa Quy Tâm nó đã có đam cho chúng ta rồi thì mình sẽ bỏ bớt con lúc nãy đây là con Đường Giảng đúng không ạ? Thì mình sẽ bỏ bớt con Đường Giảng đi. Mình sẽ bù vào con Trương Phong để mình tăng thêm cái miệng sát thương bạo kích, giúp cho cái con cái bang này nó trâu thêm. Đó, nó chỉ khác ở chỗ này thôi. Và khi các bạn lên đồng hành 3S thì nó sẽ cũng tương tự như trên này nha các bạn. Đây mình sẽ nói lại nha. Mình sẽ copy con này xuống. Khi các bạn lên đồng hành 3S thì đầu tiên các bạn có con Tần Thị Hoàng. Chắc chắn là các bạn sẽ thay giúp mình. Đây mình sẽ thay trực tiếp vào con Độc Cô Kiếm luôn. Mình sẽ giữ lại nha các bạn. Đây mình sẽ thay vào Độc Cô Kiếm. Mình sẽ vẫn giữ lại Trương Phong. Rồi tiếp theo các bạn có con Hoàng Nhan Hồng Liệt thì lúc này các bạn mới thay vào con Trương Phong nè. Đó. Rồi khi có Hạng Vũ. Hạng Vũ ở đây thì mình sẽ thay vào cho cái con Dương Anh Phong này. Tiếp theo cuối cùng khi có Võ Tắc Thiên các bạn sẽ thay cho con Kinh Kha. Rồi khi nào các bạn có môn khách thì các bạn sẽ thay xuống cho cái con Tần Thị Hoàng dưới này. Đó, đó là cách xây dựng môn khách của mình. Thì ở đây mình có Tần Thị Hoàng, mình sẽ thay cho Độc Cô Kiếm tại vì mình vẫn muốn giữ lại con Trương Phong ở đây. Trương Phong nó sẽ giúp cho cái bang đi theo cái đường tuần thủ nó sẽ trâu hơn. Đó là cách chơi đồng hành kết hợp với chân nguyên theo cái ý kiến cá nhân của mình. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về những cái dòng tẩy luyện trong chân nguyên. Thì chân nguyên chúng ta sẽ, đối với cái bang các bạn sẽ đi theo 8 dòng chuẩn như sau. Ở đây, đây là mình đã liệt kê ra 8 dòng chuẩn cho cái bang. Và đặt trường hợp những bạn nào mà chơi chân nguyên chỉ được khảm tối đa 6 dòng thì các bạn sẽ bỏ cho mình cái dòng bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản, cái dòng tím tím này nè các bạn. Và các bạn sẽ bỏ cái dòng thể chất ở đây. Thì lúc đầu cái bang sẽ chưa cần 2 dòng này. Tiếp theo với những bạn nào chơi chân nguyên được khảm 7 dòng thì các bạn, cái dòng tiếp theo các bạn sẽ ưu tiên đó chính là cái dòng bỏ qua tỷ lệ bạo kích cơ bản này các bạn cho vào. Và cuối cùng đó là với những bạn chơi chân nguyên 8 dòng thì các bạn sẽ bỏ tiếp cho mình cái dòng thể chất này vào. Đó, như vậy cái chân nguyên cuối cùng của bạn sẽ như thế này. Hay mình vẫn búp thể chất cho con cái bang tại vì các bạn biết là trong kỹ năng của con cái bang này á, nó sẽ có hai chiêu hồi máu dựa vào cái thể chất của mình. Đó chính là cái chiêu bí kíp cao của cái túy điệp cuồng vũ này các bạn. Không, mỗi lần các bạn búp túy điệp cuồng vũ nó sẽ hồi cho các bạn 4.5% sinh lực tối đa. Nó hồi rất là nhiều nha các bạn. Và một cái chiêu đó chính là cái du long huyết này. Đó thì khi các bạn né tránh được đòn của đối phương các bạn cũng sẽ hồi được 4.5% sinh lực tối đa. Đó, rất là ngon nha các bạn. Thì nó sẽ, khi các bạn tăng thể chất, nó sẽ giúp cho con cái bang của mình mỗi lần các bạn hồi máu sẽ hồi được cái lượng rất là lớn. Đó, như vậy sẽ rất là trâu luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về cái vấn đề đó chính là môn khách. Thì môn khách cho cái bang thì mình sẽ xây dựng, đầu tiên mình sử dụng những con cơ bản trước, đó là những con môn khách giúp cho chúng ta có được cái hiệu suất phục hồi ở đây. Thì nó giúp cho các bạn, ví dụ như các bạn không sử dụng môn khách hiệu suất phục hồi đi, mỗi lần các bạn có thể hồi được 20k máu.
Nhưng mà khi các bạn sử dụng hiệu suất phục hồi này thì nó sẽ cộng phần trăm lên, ví dụ như nó có thể hồi lên mỗi lần cho các bạn lên được 30 hoặc 35 ca máu. Đó, nó sẽ hồi rất là nhiều. Thì những con đó thì ở đây đầu tiên mình sẽ có những con ví dụ như là con, đây mình liệt kê cho các bạn rồi. Đây các bạn, Nạp Lăng Chân, Triệu Vô Song, Vô Tưởng, Hà Mậu Tuyết và Trương Lâm Tâm. Đây mình cho các bạn xem hình dạng của nó như thế nào. Đây là con Triệu Vô Song nè. Đây là con Hà Mậu Tuyết. Rồi đây là con Nạp Lăng Chân. Đó, đây là con Trương Lâm Tâm và đây là con Vô Tưởng. Đó nha các bạn. Các bạn hãy nhớ mặt mũi của tụi nó lại. Rồi những con môn khách khác thì các bạn có điều kiện thì các bạn chơi. Có điều kiện các bạn chơi những con môn khách, những cái bộ môn khách ví dụ như là Nhạc Phi, Hàn Thế Trung. Giúp cho các bạn thêm cái tỷ lệ bạo kích cơ bản nè. Rồi ví dụ như là chúng ta chơi thêm những cái bộ đó là Dương Ảnh Phong, rồi Nguyệt Mini và Nạp Lan Chân thì sẽ miễn được cái, bỏ qua được cái tỷ lệ bạo kích cơ bản. Rồi các bạn, ví dụ các bạn có thêm Độc Cô Kiếm và Nguyệt Mini cũng được. À không, Độc Cô Kiếm và Trương Lâm Tâm các bạn. Đó thì các bạn chơi thêm những cái bộ môn khách đó thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cho nhân vật của mình. Và đặc biệt cái môn khách này nó hỗ trợ rất nhiều nha các bạn. Đừng tưởng nó không hỗ trợ gì nhiều. Thật chất cái môn khách này khi các bạn, ví dụ như con Dương Ảnh Phong đi, mình tăng lên 3 sao. Nó, các bạn thấy không, nó tăng cho chúng ta cái kháng hỏa nè, tỷ lệ bạo kích nè, rồi kháng thời gian bị thương, tăng những cái thuộc tính cơ bản này rất là nhiều. Nhờ đó các bạn có điều kiện các bạn nên chơi môn khách như thế này thì cái acc của mình nó sẽ rất là khỏe. Rồi tóm lại môn khách á, thì các bạn sẽ có cho mình đầu tiên là những cái con môn khách có hiệu suất phục hồi là 5 con nha các bạn. Tổng cộng có 5 con thì mình đã liệt kê đây rồi. Và những con này các bạn thấy là nó, ngoài cái việc cho các bạn cái hiệu suất phục hồi, nó sẽ cho các bạn thêm cái bỏ qua kháng hỏa nè. Khi các bạn tăng lên 3 sao, mỗi con sẽ cho chúng ta 100 điểm bỏ qua kháng hỏa. Và như vậy các bạn tính đi, 5 con thì chúng ta sẽ có được 500 điểm bỏ qua kháng hỏa. Đánh vào đối phương sẽ rất là thốn luôn đó các bạn, cực kỳ thốn luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về những cái dòng tẩy luyện trong cái trang bị. Trang bị đây. Đây là những cái dòng mình đã liệt kê sẵn cho các bạn. Ở đây đây là những cái dòng nói chung nó cũng đã qua nhiều giai đoạn thì mình cảm thấy nó cũng đã ok hết rồi các bạn. Các phái hầu như cũng sử dụng các dòng này, chỉ có một số phái đặc biệt thì mình sẽ thay đổi một tí xíu thôi. Ở đây là những cái dòng mình cảm thấy nó ổn định nhất cho cái bang của mình. Này các bạn lưu lại nha, các bạn có thể chụp màn hình lại, các bạn lưu lại. Tiếp theo chính là cái vũ khí. Vũ khí mình sẽ sử dụng cái dòng hút sinh lực nè, sức mạnh, linh hoạt, tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ thuộc tính. Và cuối cùng đó chính là sát thương thuộc tính. Rồi, đó là nói về cái phần tẩy luyện trang bị. Tiếp theo là mình sẽ nói về đá hồn. Thì đá hồn cho cái bang này mình sẽ ưu tiên những cái viên đá giúp cho nó tăng thêm cái thời gian thuộc tính. Rồi những viên đá tăng nhanh nhẹn cho nó. Đầu tiên mình sẽ nói về đá hồn nón. Thì mình sẽ có đá hồn Phương Miễn và Hoàng Nhan Tương ở đây. Phương Miễn giúp cho chúng ta tăng thêm cái thời gian thuộc tính lên. Thì con cái bang nó cần cái thời gian gây ra cái hiệu ứng tê liệt nhiều. Thì đối với những viên đá hồn này các bạn sẽ đi theo thứ tự với những cái loại trang bị các bạn được khảm 4 loại đá hồn. Tiếp đến là những trang bị các bạn được khảm 5, 5 đá hồn, 6 đá hồn và 7 đá hồn. Đây các bạn sẽ đi theo thứ tự từ bên tay trái qua bên phải nha. Ở đây mình đã làm sẵn cho các bạn rồi. Ở đây thì nó không có những cái đá gì đặc biệt hay những cái lưu ý gì đặc biệt, cho nên các bạn có thể tham khảo ở đây. Tiếp theo là Hậu Uyển. Hậu Uyển thì mình sử dụng những viên, đầu tiên là viên trái phi phàm tăng bạo kích nè, đường ảnh sẽ giúp cho các bạn tăng thêm cái bỏ qua né tránh và tăng sinh lực cho con cái bang. Rồi qua bên này thì mình sử dụng thêm một viên Nhạc Phi để mình tăng thêm cái kháng thủy cho nó. Đó, tại vì các bạn biết là cái bang nó là hệ hỏa mà, chúng ta cần thêm kháng thủy cho nó. Rồi từ từ các bạn sẽ nâng cấp đá hồn lên theo thứ tự như thế này. Đó. Và cuối cùng mình bỏ Nhạc Phi nha các bạn, tại vì chơi về đến cái mức độ này thì mình thấy cái lượng kháng ok, vì nhanh nhẹn nó nhiều, được bóp lên nhiều, do đó mình sẽ bỏ cái viên Nhạc Phi luôn và mình thay thế một cái viên đá khác nó mang lại cái hiệu quả cao hơn. Tiếp theo là những viên đá hồn ở Hồ Uyển ở đây. Hồ Uyển thì ban đầu mình sử dụng hai viên linh hoạt nè các bạn, hai viên tăng linh hoạt cho chúng ta và hai viên tăng cái kháng thời gian thuộc tính ở đây. Cái viên Dương Hy Liệt này là kháng thời gian thuộc tính hay là tăng thời gian thuộc tính nhỉ? Mình hơi bị nhầm nó với cái viên Phương Miễn. Thời gian thuộc tính là Dương Hy Liệt, còn Phương Miễn là kháng thời gian thuộc tính nha các bạn.
Đây. Hơi bị nhầm đó. Rồi. Đây, tiếp theo. Ở đây, khi các bạn lên đá hồn 5 ô thì mình sẽ thêm một cái viên. Đó chính là viên Định Hải Kim Cang để mình tăng thêm cái kháng thủy cho nó. Và một viên Lý Thiên Mục. Do đó mình sẽ bỏ bớt một cái viên đá hồn tăng linh hoạt ở đây. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tống những cái viên mà có linh hoạt vào. Ví dụ Lý Quảng cũng cho chúng ta linh hoạt nè. Khi các bạn lên đây thì sẽ có thêm một viên Hà Linh Phiêu nữa. Và càng về sau các bạn sẽ có thêm hai loại đá hồn mới. Đó là đá hồn Ngưu Duẩn Văn sẽ tăng tấn công và căng thời gian thuộc tính. Thì các bạn có thể thay thế bớt cho một viên Dương Hy Liệt ở đây. Và thêm một cái viên đá hồn Quỷ Cốc Tử sẽ tăng thêm cái thuộc tính phản đòn miễn thương. Thì các bạn biết là đối với các dòng môn phái hệ thủy, ví dụ như Thúy Yên, Nga Mi hoặc là Thiên Sơn, cái phản đòn của nó rất là cao. Mà các bạn đánh vào những môn phái đó thì sẽ ăn phản đòn rất là nhiều. Do đó các bạn cần cái viên Quỷ Cốc Tử này để các bạn giảm cái lượng sát thương mà các bạn bị phản lại. Đó, ở đây. Đó, thì các bạn lúc này các bạn sẽ thay thế đá như thế này. Tiếp theo là những viên đá hồn ở nhẫn. Ở nhẫn thì nó không có gì đặc biệt các bạn. Nó chỉ có mấy loại đá hồn này thôi, thì các bạn cứ việc cho vào hết. Thì theo từng giai đoạn, từng cấp độ server nó sẽ ra những viên đá hồn này, các bạn cứ việc cho vào trong mặt của mình thôi. Nó không có nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Đây, tiếp theo là những viên đá hồn áo. Đây, áo thì đầu tiên mình sẽ ưu tiên những viên vô tưởng này để tăng cái kháng tất cả và cái hiệu suất phục hồi cho mình. À quên, cái hồi sinh lực cho các bạn. Rồi ở đây mình sử dụng một viên Tiêu Ấn Phong. Thì sau này các bạn có đá hồn Lâm Thanh Vũ, các bạn sẽ bỏ Tiêu Ấn Phong, các bạn thay viên này. Thì cái bang thì mình không có ưu tiên nhiều những cái viên đá phản đòn này. Nó do cái lượng né của nó rất là cao rồi, người ta đánh của nó đánh vào nó cũng ít mất máu, do đó mình sẽ không ưu tiên đá phản đòn ở đây. Thì cái đá phản đòn này nó chỉ có tác dụng cho các bạn khi các bạn thi đấu môn phái mà gặp đối phương á, thì đối phương đánh bạn, các bạn phản đòn lại thôi. Tiếp theo đó là những viên đá hồn Ngọc Bội. Thì Ngọc Bội nó không có gì nhiều các bạn, nó cũng chỉ có bấy nhiêu loại đá hồn này thôi, do đó mình sẽ không nói về Ngọc Bội nhiều ở đây, nó không có gì đặc biệt cả. Rồi tiếp theo là những viên đá hồn ở đai các bạn. Đai thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào những viên đá hồn thể chất và tăng sinh lực ở cái giai đoạn đầu. Thì về sau mình sẽ có sự thay đổi thêm, đó là mình sẽ bổ sung những cái viên tăng đam, ví dụ như là Thạch Hiên Viên nè. Thạch Hiên Viên sẽ cho các bạn thêm cái bỏ qua kháng tất cả. Rồi đá hồn Tần Thủy Hoàng. Rồi các bạn sẽ có thêm đá hồn Kinh Ngộ Thuật ở đây nữa. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng đây, các bạn mà ở chơi tới cấp 80, các bạn lên đến khoảng ở khu này nè, các bạn có đá hồn Tần Thủy Hoàng các bạn có thể gắn vào nha. Các bạn bỏ bớt đá Nam Cung Duyệt ở đây, rồi các bạn cho Tần Thủy Hoàng vào cũng được, không sao cả. Thì cái này mình gắn sau cùng, tại vì thì lúc đầu mình ưu tiên cái này, thì chủ yếu mình nghĩ đến một số bạn mà chưa có điều kiện nhiều, các bạn chưa có đá này các bạn không sử dụng được. Đó, thì các bạn nào có điều kiện các bạn cho đá Tần Thủy Hoàng ở những cái ô như thế này ở đây. Rồi, đó là ở cái đai. Tiếp theo là mình sẽ nói về cái phù. Cái phù thì nó không có gì đặc biệt các bạn. Ở đây mình sử dụng hai viên đá tăng phản đòn cận chiến và tầm xa luôn. Rồi những viên đá tăng sinh lực. Đó, đây đá Đơn Khắc Ninh sẽ cho chúng ta nhanh nhẹn nè, đây cho chúng ta tấn công và sinh lực phần trăm. Võ Tắc Thiên thì kháng hút sinh lực rồi. Rồi cuối cùng các bạn có đá Phương Công Vọng, các bạn thay thế cho viên Khúc Hà này. Ok, tiếp theo là những viên đá hồn ở dày các bạn. Dày thì mình tập trung rất là nhiều những cái viên đá tăng nhanh nhẹn ở giai đoạn đầu. Các bạn thấy đá level 4 như thế này thôi, nhưng mà nó mang lại cái lượng nhanh nhẹn rất là nhiều nha các bạn. Đó, mình sẽ vẫn giữ nó cho đến ở đây luôn. Và đến giai đoạn cuối cùng thì các bạn sẽ thay thế những viên đá này. Đó, mình có Băng Nghi nè, cũng tăng nhanh nhẹn nè. Rồi Niên Thú sẽ cho các bạn thêm cái kháng tất cả ở đây. Đó, Lý Nguyên Bá tăng thể chất, Kinh Kha thì tăng bỏ qua kháng tất cả. Đó, thì các bạn có thể tham khảo cái cách build đá của mình ở đây. Rồi cuối cùng là vũ khí. Vũ khí thì mình sẽ ưu tiên những viên đá tăng sức mạnh nha các bạn. Mình không ưu tiên những viên đá tăng sát thương thuộc tính hệ hỏa. Thì tại vì mình cảm thấy sát thương thuộc tính hệ hỏa nó sẽ mạnh cho chúng ta ở giai đoạn đầu. Nhưng mà về sau á thì những viên đá này nó lại không còn hiệu quả nhiều. Mình sẽ sử dụng đá sức mạnh nó hiệu quả hơn. Và các bạn đỡ phải thay đá về sau. Nó tại vì những cái viên đá lúc đầu các bạn cũng phải tranh giành đấu với nhau rất là nhiều, do đó mình sẽ không sử dụng nó. Rồi, đó là tất cả những viên đá hồn cho 10 món trang bị. Tiếp theo là mình sẽ nói về kinh mạch nha các bạn.
về cái kinh mạch cho con cái bang á, thì nó cũng như những phái khác thôi. Thì các bạn khi server các bạn mở được giới hạn kinh mạch nào, các bạn hãy cố gắng sung để lấy cho mình cái chu thiên ít nhất là tầng 1 nha các bạn. Còn nếu các bạn nên lấy từ tầng 2 trở lên đó, cố gắng lấy cái chu thiên rồi lấy thêm cái huyệt khúc cốt ở đây. Với đốc mạch các bạn cũng vậy, cố gắng lấy chu thiên tầng 1, tầng 2. Tiếp theo là đến cái trường cương. Đó thì các bạn cố gắng đi đều cái mạch. Tại vì cái mạch là cái mà mình cảm thấy nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái acc của mình. Thì ở bên, nói chung các bạn khi các bạn build cái nhân vật của mình, các bạn hãy nhớ một cái câu thần chú, đó là nhất nguyên, nhì mạch, tam cường và tứ khảm. Nhất nguyên có nghĩa là đầu tiên các bạn ưu tiên về chân nguyên nè. Tiếp đến là các bạn sẽ ưu tiên về kinh mạch. Đó, nhất nguyên, nhì mạch, tam cường. Cường chính là các bạn cường hóa trang bị của mình lên để mình tăng cái cường hóa này lên nha các bạn. Đó, tứ khảm. Tứ khảm ở đây chính là khảm những cái viên đá hồn của mình. Đó. Rồi, kinh mạch thì các bạn cố gắng lấy cho mình những cái chu thiên tầng 1, tầng 2 và những cái mạch đặc biệt này. Đó, thì các bạn cố gắng nha. Cái này tùy theo điều kiện của các bạn thôi. Các bạn có điều kiện các bạn chơi mạch nhiều thì các bạn sẽ mạnh rất là nhiều. Rồi các bạn sẽ hơn người ta rất là nhiều, mặc dù cái lực chiến của các bạn không hơn người ta, nhưng các bạn đi mạch nhiều các bạn sẽ vẫn mạnh hơn người ta rất là nhiều. Rồi tiếp theo là đồ ngựa. Thì đồ ngựa thì nói về đồ ngựa thì các bạn đối với cái bang các bạn ưu tiên đặc biệt chính là cái yên ngựa trước. Yên ngựa server lên được cấp bao nhiêu các bạn cố gắng lên max cấp cho nó. Yên ngựa nó sẽ hỗ trợ chúng ta thêm cái kháng tất cả, là thêm né tránh cơ bản rất là nhiều đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ lên cái bằng đạp và cuối cùng đó là mình sẽ lên cái cương. Thì các bạn sẽ lên theo thứ tự như vậy, yên trước, bằng đạp và cương. Đó, đó là cái thứ tự lên cái đồ ngựa. Rồi, vấn đề cuối cùng mình sẽ chia sẻ các bạn đó chính là cái cách tăng điểm của mình đối với một cái bang này. Thì hiện tại cái bang mình sẽ tăng điểm như sau các bạn. Đây các bạn thấy, đây là bảng điểm mình tăng cho một vài cái bang. Ở đây mình sẽ không tăng vào cái chiêu Thâu Thiên Hoán Nhật này. Tại vì cái chiêu này mình cảm thấy là ở với cấp 1 nó sẽ cho chúng ta 40% đánh cấp một hiệu quả tăng ít duy trì trong 5 giây và cách dạng kích hoạt là 10 giây. Thì khi các bạn tăng cái này lên 15 điểm nó sẽ cho chúng ta là 90% cái tỷ lệ đánh cấp một hiệu quả tăng ít và cách dạng kích hoạt của nó sẽ là 8.33 giây. Thì với cái tỷ lệ 40% này các bạn đánh thì chắc 2 3 cái, 3 4 cái thì mình nghĩ là các bạn đã có thể đánh cấp được người ta rồi. Rồi cái cách giãn kích hoạt thì từ 10 giây nó giảm xuống còn 8.33 giây thì mình cảm thấy không đáng kể lắm. Do đó mình sẽ không tăng cái chiêu này, mình sẽ dồn tất cả những điểm còn lại mình sẽ tăng vào những chiêu này. Còn ví dụ các bạn nào mà tăng chưa đủ điểm á thì các bạn có thể tăng Khốn Long Công lên 15 điểm nè. Đó, trượng pháp các bạn tăng lên cỡ 15 điểm cũng được. Và những cái chiêu này thì các bạn ưu tiên tăng mắt cho mình. Nó sẽ hỗ trợ nhân vật của mình khá ngon nha các bạn. Đây là cách tăng điểm theo cá nhân của mình. Rồi mình sẽ nói cho các bạn về hai cái tuyệt học của cái bang luôn. Đó là một cái tuyệt học Hàng Long Hụ Hói. Thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian chờ của chiêu này xuống 3 giây. Đó thì giúp cái chiêu này nó sẽ hồi phục được nhanh hơn các bạn. Tiếp theo là cái tuyệt học Long Chiến Vũ Giả. Thì nó sẽ giúp kéo kẻ địch lại. Đây này các bạn, để mình cho các bạn xem cái Long Chiến Vũ Giả nó như thế nào. Khi các bạn đánh nó sẽ kéo đối phương lại giống như là con trường ca với các bạn đây. Đó không, nó sẽ kéo. Đó, nó kéo những cái acc này vào trong giữa cái dòng này các bạn thấy không? Nên sẽ khóa chân đối phương lại, không cho đối phương nó chạy được. Thì cái chiêu này nó đem lại cái hiệu quả cho con cái bang rất là nhiều. Thì nó sẽ giúp cái bang dồn đam tốt hơn. Rồi, tất cả những gì về môn phái cái bang này thì mình đã vừa nói cho các bạn xong rồi. Thì các bạn có thể tìm những cái video về cái hoạt động của môn phái cái bang này để các bạn xem. Tại vì thường là mình sẽ chuyển về một môn phái, mình sẽ trải nghiệm môn phái đó, mình tham gia các hoạt động thì mình mới ra cái clip cho các bạn. Thì hôm nay là mình không hiểu vì sao lúc đó thì mình lại không có làm cái clip về môn phái cái bang này. Đó, thì hôm nay nhân cái dịp mình lên đảo, mình sẽ chuyển về phái Minh Giáo, mình trải nghiệm môn phái Minh Giáo thì mình sẽ làm cái clip cho các bạn về môn phái cái bang này. Đó. Rồi, video về cách xây dựng môn phái cái bang của mình đến đây là hết. Thì nếu như có những ý kiến gì để bổ sung thêm về môn phái này, các bạn hãy comment dưới video này để mọi người có thể tham khảo và chia sẻ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.
Hãy nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.